Chào quý vị và các bạn. Cuộc chiến đấu ngoan cường 60 ngày đêm của Hà Nội mãi là bản anh hùng ca về ý chí quật cường, lòng dũng cảm và gan dạ. 70 năm đã trôi qua, tuy đây không phải là một khoảng thời gian dài so với lịch sử của thủ đô và đất nước, song tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến đấu mùa đông năm 1946 luôn được khắc ghi trong tâm khảm và mãi là niềm tự hào của mỗi người dân thủ đô. Trong chương trình Hà Nội đẹp và chưa đẹp hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi về thăm khu di tích lịch sử Chùa Trầm, nơi mà đã phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thuộc địa bàn xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, quần thể di tích Chùa Trầm được xây dựng từ thế kỷ thứ 16. Tuy là một ngôi chùa nhỏ, nhưng với thế tựa sơn hướng thủy, lưng dựa vào dãy Tử Trầm, còn mặt hướng ra sông đáy, Chùa Trầm có được một phong cảnh hữu tình hiếm có. Bên phải của Chùa Trầm ít bước chân là Động Long Tiên, hay còn gọi là Hang Trầm. Ước chừng có đến vài chục bức tượng Phật bằng đá ẩn hiện ở trong động. Ở các ngách động sâu và hẹp hơn là những tiệt tác long lanh từ nhũ đá và nước ngầm của thiên nhiên. Nơi đây còn lưu trữ khoảng 20 bài văn thơ cổ khắc trên vách đá, khánh đá, chuông đồng ca ngợi cảnh đẹp của núi Tử Trầm được tạo tác qua các thời đại. Trong kháng chiến chống Pháp, Hang Trầm là nơi Hồ Chủ tịch từng sống và làm việc những ngày đầu kháng chiến. Chính từ đây, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày 20 tháng 12 năm 1946, ngay sau đêm quân dân thủ đô Hà Nội nổ súng tấn công giặc Pháp trở lại xâm lược nước ta. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả. Thưa quý vị, thưa các bạn, nơi tôi đang đứng đây là đài tưởng niệm của Đài Tiếng Nói Việt Nam tại cửa Hang Trầm. Và đây là ông Nguyễn Ngọc Duy, một nhân chứng lịch sử được sống trong không khí của ngày toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946. Xin chào ông. Xin ông cho biết cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình về ngày toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946 khi mà lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến được phát đi từ Hang Trầm này. Xin mời ông. Khi mà toàn quốc kháng chiến thì tôi đã 8 tuổi rồi. Thế như vậy là chúng tôi thật ra không biết cái ngày đó là ngày toàn quốc kháng chiến, nhưng mà chính thức mà một cái mà nổi bật nhất ấy là ngày đêm hôm 19 tháng 12 năm 46 ấy, thì tiếng súng nổ ở Hà Nội rì rầm ấy. Tiếng súng nổ ghê gớm lắm. Sau này tôi biết là chính lúc bây giờ là tấn công vào thành cổ của Hà Nội. Thì cái ngày mà như vậy là lệnh của toàn quốc kháng chiến ra ấy, thì như vậy là thanh niên rồi là các đội ngũ của các mặt trận ở đây lên khí thế rất cao, nhất là thanh niên ấy, chuẩn bị cái tinh thần ấy, súng này như vậy là như vậy gậy gộc này, mã tấu này, và đồng thời ấy, chưa có lúc bây giờ chưa có lựu đạn đâu, người ta còn làm giả ấy, còn lựu đạn na ấy, đeo vào đây khí thế ấy, là rất là cao ấy, để sẵn sàng như vậy là đánh giặc đấy. Chính bởi những dấu tích lịch sử cùng với kiến trúc độc đáo và lâu đời mà quần thể Chùa Trầm đã được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1962. Sự hòa quyện giữa lịch sử với cảnh quan, núi Trầm đang là điểm đến tham quan du lịch của nhiều du khách. Trong những năm qua, chính quyền địa phương cũng đã chú trọng công tác tôn tạo, bảo vệ, gìn giữ các di tích lịch sử văn hóa, bảo vệ danh lam thắng cảnh, giải quyết triệt để những tình trạng lấn chiếm, xâm phạm di tích. Chúng tôi cũng rất là mong muốn là kết hợp giữa du lịch làng nghề và du lịch tâm linh sinh thái cùng coi như là đồng hành phát triển. Và về nội dung này, nguyện vọng của cán bộ về nhân dân địa phương, chúng tôi cũng rất mong muốn với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sớm cho phép là cấp phép cho địa phương chúng tôi được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Trên cơ sở đó thì tạo điều kiện thuận lợi để cho du lịch làng nghề cũng như là du lịch tâm linh và sinh thái được phát triển. Xã Phụng Châu còn nổi tiếng với làng nghề truyền thống điêu khắc đá của thôn Long Châu Miếu có từ thế kỷ 18. Không những giúp lưu giữ được những tinh hoa văn hóa lâu đời của dân tộc mà làng nghề còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Cùng với bảo tồn các di tích và làng nghề, mục tiêu trong năm tới của xã Phụng Châu là thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sớm hoàn thành các tiêu chí phát triển của chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Phụng Châu trở thành một điểm du lịch văn hóa hấp dẫn của thủ đô. Cách trung tâm thủ đô Hà Nội 25 km, hy vọng rằng khu di tích lịch sử Chùa Trầm sẽ là một điểm du lịch văn hóa lịch sử, thu hút đông đảo người dân thủ đô và du khách gần xa trong những ngày nghỉ cuối tuần và dịp lễ hội. Chương trình Hà Nội đẹp và chưa đẹp của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.